thấy gì vậy chị? Thấy chi? Em thấy chị được rồi. Em cũng không thấy chị luôn. Em hình dung ra chị được rồi, em ngồi xuống đây. Em sống một mình, không có nhà nguyên căn để rước về ở. Rước ai? Rước bạn mới hẹn hò. Mướn nhà nguyên căn để rước bạn mới hẹn hò về ở. Gan quá. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh bên Cát Tường và chờ đợi chàng trai của mình ngày hôm nay là ai. Nếu như bấm nút hẹn hò với nhau, chúng ta đã chính thức trở thành một cặp đôi và ra về vui vẻ quá trình tìm hiểu nhau và có thể tiến tới hôn nhân. Nếu như tình duyên chưa tới, các bạn ấy không đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau thì các bạn cũng đừng buồn nhé, bởi vì chương trình còn tặng cho các bạn thêm một cơ hội nữa, đó là được quyền nhận được một voucher tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản offline được diễn ra hàng tuần. Và ngay bây giờ thì Cát Tường không muốn để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, Tường sẽ ra và mời chàng trai ngày hôm nay vào. Xin mời quý vị chờ trong ít phút. Thấy gì vậy chị? Thấy chi? Em thấy chị được rồi. Em cũng không thấy chị luôn. Em hình dung ra chị được rồi, em ngồi xuống đây. Xin mời bây giờ hai bạn hãy tháo mặt nạ của mình ra, bởi vì các bạn đã yên vị tại vị trí của mình rồi. Em chào chị. Rồi, chào em. Em tên gì? Dạ, em chào chị. Em chào bạn bên kia, em chào mọi người. Em tên là Đặng Mỹ Lương, 23 tuổi, quê ở Quảng Bình. Và hiện tại là đang là giáo viên mầm non ở quận 3. Em vô đây lâu chưa? Dạ, em vào cũng lâu rồi chị ạ. Hiện tại mình đang sống với ai cơ? Dạ, hiện tại em đang ở cùng với bạn. Bạn ở cùng với bạn à? Mình ở nhà trọ hả em? Dạ. Rồi, tới phiên mình giới thiệu. Dạ, em tên là Hồ Hải Nam, năm nay em 25 tuổi, quê quán em ở Cà Mau lận. Cà Mau lận. Em sống và làm việc ở Sài Gòn. Em đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm trong một công ty y tế á chị. Mình làm cái khâu nào hả em? Dạ, em nói chung là làm trong ở văn phòng thì nhiều, giấy tờ hồ sơ nhiều. À, trong y tế. Bây giờ trước tiên mình nói về điểm mạnh điểm yếu của nhau trước đi. Điểm mạnh của anh á là biết nấu ăn nhiều món lắm em. Em có muốn anh nấu cho em ăn không? Dạ có. Tại vì em cũng nấu ăn cũng hơi dở chút ạ. Những công việc mà thường những phụ nữ hay làm, anh có thể là giúp đỡ như quét nhà, giặt đồ, nấu ăn. Mình sống một mình hay là sống với ai trên này? Dạ em sống một mình. Là cũng ở trọ giống như bạn gái vậy. Mướn nhà nguyên căn. Sang hơn em ha, bên đây mướn nhà nguyên căn. Mướn nhà nguyên căn để rước về ở. Rước ai? Rước bạn mới hẹn hò. Mướn nhà nguyên căn để rước bạn mới hẹn hò về ở. Gan quá. Chịu không em? Dạ không cần phải nhà nguyên căn đâu nè. Nhà nhỏ thôi cũng được. Nhà nhỏ cũng về ở luôn. Nhưng mà phải là đám cưới đã. Là phải vợ tương lai chứ còn bạn gái người ta chưa có chịu đâu. Còn điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là hay gục ghè chứ em hiền khô à. Hiền khô. Thấy mặt rất là hiền. Bên đây đừng ăn hiếp nha. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu là gì? Dạ điểm mạnh của em thì biết quan tâm đến mọi người, sống vui vẻ hòa đồng và có trách nhiệm cầu tiến trong cuộc sống. Còn điểm yếu của em thì đôi lúc cũng có chút nóng tính, em hay rề rà. Cuộc sống bây giờ nó nhanh lắm, nhiều khi mình chậm một nhịp là mình mất tiêu rồi. Giống như là lấy vợ phải lấy liền tay nghe em, để lâu ngày gió thổi nó bay. Đúng không? Dạ, cái đúng. Gì phải nhanh lẹ, được là bấm nút liền, để trật một cái là coi như là tiêu luôn á. Bây giờ vô tới tình trường, tới em trước đi. Về chính thức thì em quen một bạn trai cũng được 3 năm. Lý do sao chia tay? Em thì học xong trước bạn đó, và nó tính tình thì cũng hơi trẻ con, có một chút là mê chơi. Cái sự quan tâm nó ít dần đi thì qua nhiều cuộc cãi nhau thì tụi em chia tay. Dạ. Chia tay được bao lâu rồi? Gần 2 năm rồi chị. Thế còn em? Em thì trong cuộc đời chỉ có 2 mối tình thôi chị. Mối tình gần đây nhất á là em chia tay 3 năm. Quen được bao lâu? Dạ quen được khoảng 6-7 tháng. Lý do là sao chia tay? Bạn ấy nói chung là không tôn trọng em chị. Không tôn trọng về cái gì? Lúc đầu em thấy bạn rất được nha. Mà sau này em không biết hiểu lý do sao mà bạn ấy dè chừng nè. Thấy không được là mình chấm dứt luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một người bạn trai trước tiên là lớn tuổi hơn em, thương em nữa. Dạ, bạn đó phải biết cầu tiến trong cuộc sống, thương ba mẹ của mình. Có thương ba mẹ của mình không? Ba mẹ đương nhiên phải thương rồi. Có cái điều gì em không có thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai mê chơi, tính hơi gia trưởng. Chị nghĩ không đâu. Tại vì bạn này trẻ với lại dân miền Tây á, người ta hào sảng lắm. Dạ. Nhưng có cái điều mê chơi là có em, em chơi tới đây chắc chán ngại rồi mới phải... phải kiếm người chứ. Mới có 25 tuổi mà chơi chán nản rồi. Chơi gì dữ vậy em? Có nghiêm túc trong tình yêu không? Dạ, trong bao tình lâu... yêu em rất là nghiêm túc nha. Bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Năm sau có thể được. Năm sau có thể được. Nếu mà hai người hợp, rất là hợp với nhau. Muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Cao trên 1m58. Tính tình dễ thương, vui vẻ, hòa đồng. Rồi. Khuôn mặt thì hiền hậu, nhìn dễ thương.
hiền hậu dễ thương. Không biết hiền hậu dễ thương là như thế nào luôn nữa, để hồi nữa chị có cái ý của em. Tị mới nói chuyện chị cũng chưa hiểu ý của em sao. Dạ. Nhưng có cái gì em không thích ở người bạn gái? Ham giàu. Ai không ham giàu, cho chị cũng ham giàu vậy. Đừng ham giàu mà bỏ em. Thì em phải cố gắng để mình giàu. Dạ em rất là cố gắng chứ. Vậy thôi, đơn giản thôi. Còn em gái em, mình có cái hình ảnh người mẫu lý tưởng của mình như thế nào không? Thích một người con trai cao ráo. Cao. Dạ. Cao nhiều. Trên 1m7 đấy chị ạ. Ngoại hình thì ưa nhìn, vui vẻ và biết quan tâm đến mọi người. Tôi nhìn sơ bộ hai bên là tôi thấy là ưng bụng rồi đó. Không biết hai bạn như thế nào. Rồi bây giờ cái gì đây, hình ảnh gì đây? Có thể chia sẻ gì Tường không? Đây là hình ảnh bạn bè đồng nghiệp với em. Dạ. Tôi quyết định vậy nè, tôi trao đổi hình hai bên để hai bạn dòm hình trước khi tôi kéo mở cửa trái tim ra nha, để hai bạn đoán thử coi có tìm thấy người bên kia cái bức rèm của mình là ai không. Đó, đây, trao đổi hình coi đi, coi hết đi rồi đoán. Em nghĩ là chắc bạn này nè. Bạn này. Rồi. Em đoán là anh này. Đây là người bạn gái đoán, bạn này. Còn đây là người bạn ấy đoán. Thôi bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn trò chuyện trực tiếp với nhau. Dạ. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi giây phút hồi hộp nhất. Các Tường sẽ mở cửa hàng rào trái tim này ra để xem hai bạn có một cuộc trò chuyện trực tiếp với nhau như thế nào. Tên 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 tên. Chào chào anh. Chào. Rồi. Anh có món quà này tặng em nè. Dạ, mở cảm ơn anh. Đưa qua được rồi. Dạ, em có món quà tặng anh. Dạ. Anh cảm ơn em. Mình nhìn lại hình cho mình chỉ vô coi trúng không vậy? Đâu? Cô nào? Cô nãy, nào? Nãy chỉ sai à? Nãy chỉ sai rồi. Bạn này cũng chỉ em sai mà. Ừ, thì quê. Quê. Thì nãy em có nghe là anh ở quê ở Cà Mau. Dạ. Thì em thấy so với nhà em thì rất là hơi xa. Sau này anh sẽ dự định là sinh sống ở Sài Gòn hay là về quê ạ? Anh là chắc sống ở Sài Gòn. Quan niệm tình yêu của anh là khi mà quen nhau á, mình phải biết quan tâm, chia sẻ lẫn nhau. Anh dạ, có... em thì cũng nghĩ như vậy nè. Khi mà quen nhau thì trước tiên em cần cái sự nghiêm túc là trước tiên. Dạ. Và sau đó thì biết quan tâm và biết chia sẻ những cái điều mà chúng ta gặp trong cuộc sống. Dạ. Đúng. Bây giờ Tường sẽ cho cái menu để hai bạn order thức ăn. Rồi trong thời gian chờ đợi thức ăn chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Dạ. Dạ. Mời hai bạn chọn món ăn của mình. Nhà hàng Coco Ichibanya này có rất là nhiều món ăn rất là ngon. Món nào? Món cà ri. Còn em chọn món nào? Dạ em cũng chọn món đó luôn chị. Ủa sao kỳ vậy? Sao hai người chọn chung một món vậy? Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục cuộc nói chuyện của mình. Rồi chờ thức ăn sẽ dọn ra ha. Nếu như mà chúng ta quen nhau á nè, thì trong công việc thì em không có thói quen mà nhắn tin. Em chỉ có lúc mà rảnh buổi trưa hoặc chiều tối em mới có thể nhắn tin hỏi thăm. Rảnh thì nhắn tin vẫn được, cũng cần để sống thử với nhau, để mình biết xem nhau coi khi mà sống chung với nhau á, hai người có hợp với nhau hay không, để sau này mình không có bỡ ngỡ. Nếu mà thấy hợp nhau á thì mình có thể là tiến tới hôn nhân nhanh hơn. Đối với em thì trước khi mà đến với hôn nhân thì chúng ta cũng có thể là gặp gỡ, nói chuyện, chia sẻ những cái quan điểm sống. Nếu như mà hợp thì chúng ta có thể đến. Và qua những cái cuộc gặp đó thì chúng ta cũng đã hiểu được phần nào về con người đó, tính cách, đạo đức như thế nào. Về quan niệm về sống thử thì em nghĩ là không có đủ tự tin để mà sống thử. Dạ. Về nếu mà nói đến đám cưới thì em cũng nghĩ là cũng phải đợi đến khi nào hai người ổn định thì mới nghĩ đến đám cưới. Còn con cái thì em nghĩ là do trời cho nó chị. Nhưng mà nếu được thì cũng là sinh hai con là được rồi chị à. Hôm nay có món quà gì tặng bạn gái không? Dạ em tặng rồi, em có thể cái đó là thấy rồi. Mà bây giờ món quà tinh thần, hát hò ngâm thơ kể chuyện hay là ảo thuật xiếc gì đó. Hát hay không? Dạ em hát cũng được thôi. Kệ, hát cũng, bài tặng bạn gái. Thích gáp nữa. Thích gì? Rap hả? Gáp. Ôi gáp. Em có thích gáp không? Ờ gáp. Đọc không hay lắm em đừng chê nha. Dạ không sao anh. Đọc dở phải chê chứ cưng. Em có yêu bản thân mình không? Nếu có làm tình địch với anh nhé. Nhà em có bán rượu không? Mà nói chuyện với em anh say quá. Dừng lại nhanh, em cười thêm tí nữa là tìm anh Đức Phật. Trời ơi, nhà em có bán rượu không? Mà nói chuyện với em anh say quá. Không bán rượu không? Dạ không anh à. Bây giờ dạ. Là chị Tường nghĩ rằng là để cho hai bạn ít phút để trò chuyện với nhau, dùng cơm trưa với nhau thật là vui vẻ nha. Dạ. Rồi xin cảm nhà hàng chị. Cho lên món ăn đi. Rồi dạ em cảm ơn chị ạ. Wow. Thơm quá.
Em thấy rất là hấp dẫn. À, món ăn trình bày rất là đẹp. Em có biết món ăn này của nước nào không? Dạ, theo em được biết thì món ăn này xuất xứ của Nhật. Ăn trưa đi, tôi đi đây. Em ăn thử coi ngon không? Dạ. Em thấy ngon không? Đây là nhà hàng mà của Nhật mà nổi tiếng khắp thế giới luôn á. Chắc anh hay đi ăn ngoài lắm à? Cũng ít ăn lắm. Cái gì nếu mà sau này mà được thì chúng ta quay lại để ăn ăn lần nữa. Nãy em cũng bất ngờ khi mà thấy anh chọn cái món đúng mà em chọn. Anh có hay đi nhậu không anh? Ít khi nào mình đi nhậu lắm. Dạ. Còn em sao? Em thì đa số là em ăn nhà, đi lâu lâu thì không thích đi ăn ngoài cùng các bạn. Nhưng mà thường thường thì em sẽ thích ở nhà nấu món mình tự nấu hơn. Để về anh nấu cho em ăn ha. Nếu được thì dạ. Ở quê em có khu du lịch nào đẹp không? À, quê em thì có Động Phong Nha. Nếu mà có dịp thì em mời anh một chuyến ra đó. Dạ. Rồi mấy tuần trước anh cũng có đi về Bến Tre chơi. Dạ. Về cũng lội xong bắt cá. Em chào chị. Rồi nãy giờ tới lội xong bắt cá luôn rồi hả? Dạ. Dạ. Ăn thấy sao? Rất là ngon chị ạ. Ngon không? Dạ. Rồi. Hai bạn đã có một buổi ăn trưa rất là ngon miệng, rất là thú vị bên nhau và trao đổi cũng khá nhiều thông tin với nhau ha. Trước mặt hai bạn đây là hai cái nút bấm. Chúng ta thật sự rung động với đối phương thì chúng ta mới bấm. Hai bạn hãy nói thật cảm xúc của mình. Với cuộc gặp gỡ ngày hôm nay thì em cảm nhận về cô gái ngồi trước mặt mình như thế nào? Cảm nhận của em thấy bạn rất là hiền á. Tim em nó đập quá. Không muốn nói gì với bạn trai không? Em cũng cảm nhận được. Anh bên đây có một cái sự trưởng thành chững chạc. Trò chuyện rồi, tìm hiểu với nhau rồi. Đây là giây phút rất là quan trọng. Nếu chúng ta thực sự cảm thấy rung động thì mới bấm. Không vì vị nể khi lên chương trình, không vì bất cứ một cái gì khác, bởi vì rất nhiều người đang theo dõi chương trình. Bây giờ các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. 1 2 3 Bây giờ là hai bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Hai bạn hãy đứng ở đây. Biết bấm nút xong là làm gì không? Quàng tay nhau đi. Quàng tay nhau hả? Trời ơi, đâu quàng tay nhau thử coi. Sau khi nắm tay nhau là làm gì nữa? Hùng. Em cho phép anh hùng em nha. Hôn lên tóc thôi nha anh. Thôi hôn lên tóc chứ, hôn lên má đúng rồi. Đó, phải như vậy chứ. À, như vậy là ngay giờ phút này hai bạn đã chính thức trở thành một cặp đôi. Hy vọng rằng hai bạn sẽ dành tất cả những yêu thương, những ngọt ngào và sự chăm sóc của mình dành cho đối phương. Chúc hai em sớm đi đến hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình và hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm báo tin vui cho Cát Tường cũng như là cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản Hẹn Ăn Trưa. Rồi, đến rồi, ngồi ghế đi em. Em có thể làm những được những cái món quà mà tự tay có thể là tặng cho người yêu mình yêu thương. Trước khi em có học võ được khoảng 10 năm. Có người bảo vệ em rồi. Đúng rồi, kiếm đâu một chàng trai võ công cao cường mà đã vậy còn khéo tay hay làm nữa. Rồi, từ nhìn thấy cặp đôi đầu tiên đang tung tăng ở ngoài kia rất là vui. Bây giờ chúng ta phải đến với cặp đôi thứ hai xem là hai bạn này có đồng ý hẹn hò với nhau hay không nha. Bạn nữ đợi chị Tường chút xíu nha. Tường sẽ ra và dẫn bạn trai của em ngày hôm nay vào cho em gặp mặt. Rồi, mời em trai theo chị Tường. Rồi, đến rồi, ngồi ghế đi em. Bên đây, bên đây, bên đây. Bây giờ đã yên vị rồi, hai bạn có thể tháo mặt nạ ra và chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Rồi, chị Tường hỗ trợ cho. Rồi, xin chào hai bạn. Nãy giờ mình mắt đứng hơi lâu ha. Dạ. Chị ưu tiên cho giới thiệu trước, em tên gì? Dạ, em tên là Trần Anh Nhi, em đang 27 tuổi. Em kinh doanh tại nhà, kinh doanh phụ tùng xe máy. Kinh doanh phụ tùng xe máy. Dạ. Tên Duy, 27 tuổi, quê Duy ở đâu? Dạ, em quê em ở Củ Chi ạ. Hiện tại sống ở Củ Chi luôn hay sao? Dạ, em sống ở Củ Chi. Rồi, chào em gái. Rồi, em giới thiệu cho bạn Duy nghe. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Kim Châu, năm nay em 24 tuổi. Em đến từ Bến Tre, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp của em là nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu. Bây giờ hai bạn trò chuyện trực tiếp với nhau đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Duy? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, vui tính. Em có thể làm những được những cái món quà mà tự tay có thể là tặng cho người yêu mình yêu thương. Tự tay làm quà? Dạ. Ví dụ là những món quà gì? Ví dụ như là hoa nè. Những vật dụng mà có thể là ở trong đời sống của mình mà có thể làm được thì em sẽ em tự làm được hết. Dạ. Hay quá.
Rồi còn gì nữa không? Trước thì em có học võ được khoảng 10 năm. 10 năm học võ, môn gì? Dạ taekwondo. Có người bảo vệ em rồi. Đúng rồi, kiếm đâu một chàng trai võ công cao cường mà đã vậy còn khéo tay hay làm nữa, tuyệt vời không? Rồi. Còn điểm yếu của em á là nhút nhát, giao tiếp rất là không được tốt, với lại là hay quên. Hay quên. Dạ. Tự tin lên, bây giờ ngồi thẳng lưng lên cho đẹp trai coi nè. Cao to đẹp trai coi, đó, chuẩn. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, vui vẻ, thích dọn dẹp nhà cửa mỗi khi rảnh. Khi mà em đã đặt ra một mục tiêu rồi thì nhất định là em sẽ thực hiện được nó. Điểm yếu của em là hay quên. Với lại nếu mà trong một buổi thuyết trình mà mình chưa có tự tin về mình là mình sẽ bị bấn loạn. Bữa nay là buổi thuyết trình hay là bữa nay là buổi trò chuyện? Dạ hôm nay là em đi tìm người yêu. Rồi có gì có soạn sẵn đề cương để thuyết trình không? Dạ thật sự là không có một kịch bản nào hoàn hảo bằng cái sự thật cả. Rồi, cho nên là dù có chuẩn bị thì mình cũng sẽ quên hết thôi. Rồi. Rồi tình trường của em sao? Na Duy. Em là có hai mối tình. Mối tình thứ nhất là hồi họ sinh viên. Mối tình thứ hai là sau một thời gian làm và hoạt động ở trong nhóm từ thiện thì em có quen được một bạn. Mình quen được bao lâu? Quen được khoảng 3 tháng thì do bắt đầu cái suy nghĩ của mình nên tụi em đành quyết định là dừng lại. Mới 3 tháng thì chị nghĩ cũng chưa có sâu đậm đúng không? Mình chỉ mới quen nhưng mà mình thấy không hợp là mình chia tay rồi. Dạ. Rồi, tình trường em sao? Dạ em trải qua được 3 mối tình chính thức. Rồi, nói gì cái mối tình sau cùng đi, mình quen được bao lâu? Em quen được 4 tháng, bạn đó là cũng quen trong trường cũ nhưng mà sau tất cả mối tình thì em nghĩ là do mình suy nghĩ nhiều quá cho người ta. Có thể là các bạn sẽ cảm thấy là cái điều em làm đó là điều hiển nhiên cho nên là các bạn hên vô tâm. Rồi, bây giờ muốn kiếm một mẫu người bạn gái như thế nào? Theo của em á là bạn là biết nấu ăn, đảm đang, biết cư xử với người lớn. Có phải là một kiểu người phụ nữ cho gia đình không ạ? Đúng rồi, gần như vậy. Một số tiêu chí của anh đặt ra cho người bạn gái thì cũng là một số tiêu chí của em dành cho người bạn nam. Đó là phải biết lễ phép với người lớn và cái cách thể hiện cái phép lịch sự của mình. Anh ơi cho em hỏi là anh có hút thuốc không ạ? Hút thuốc không có, nhậu cũng không có, gái gú thì cũng không có. Nhát cũng chết mà đâu gái gú đâu mà ra mà có. Rồi bây giờ hai bạn nhắm mắt lại đi. Vì Tường sẽ mở cửa trái tim để hai bạn có thể trực tiếp nói chuyện với nhau. Anh đánh tèn, chừng nào tôi kêu mở mắt mới được mở nha. Người ta nói cái nhìn đầu tiên là cái nhìn có thể gọi là quyết định tất em cả. Em có món quà muốn tặng cho. Anh cũng có món quà muốn tặng anh em. Rồi. Rồi cho anh gửi. Cảm ơn anh. Rồi. Ồ. Hãy nói cho nhau nghe ý nghĩa của món quà đi. Bạn trai nói trước đi, món quà của em ý nghĩa như thế nào? Cái món quà này là tự tay anh làm. Cái màu tím á, người ta thường nói á là hỷ chung. Còn kẹo á là sự ngọt ngào. Thì anh cũng muốn là như thế. Muốn tình cảm của mình nó vẫn là như vậy. Hỷ chung ngọt ngào. Cái món quà của em là do em tự thêu ạ. Chữ gì vậy? Dạ chữ hiếu ạ. Chữ hiếu là em muốn cùng anh phụng dưỡng và chăm sóc cho cha mẹ. Cái cảm nhận đầu tiên sau khi Tường mở cửa trái tim ra, hai bạn nhìn nhau á, ánh mắt đầu tiên nhìn cho nhau thì mình cảm nhận thật sự là em nhìn bạn rất là dễ thương, cực kỳ dễ thương. Em cảm ơn anh ạ. Còn bạn nữ, em cảm nhận như thế nào? Em thấy anh hiền. Qua quá trình trao đổi thì những cái mà giống như là mình có đồng cái tiêu chí và đồng cái suy nghĩ về nhau á. Nói chung là khi mà mình có cái nhìn đầu tiên mà mình có một cái thiện cảm dành cho nhau vậy là tốt rồi ha, một cái tín hiệu tốt. Bây giờ thì Tường sẽ mời hai bạn sẽ chọn menu, xem menu và chọn thức ăn của buổi ăn trưa ngày hôm nay, bởi vì mình là hẹn ăn trưa mà đúng không? Đói bụng rồi, đâu có tâm sự được. Rồi, xin mời nhà hàng cho menu. Đây là menu, hai bạn hãy chọn thức ăn cho mình đi. Cho em xin cái cà ri cà tím rau cà rau củ bó xôi ạ. Cà ri cà tím rau củ bó xôi. Còn em? Dạ cho em một cái cà ri cá hồi sốt kem. Cà ri cá hồi sốt kem. Rồi, ở đây. Anh có chơi môn thể thao nào không ạ? Anh có đá banh với lại tập gym. Cuối tuần anh có được nghỉ? Nếu mà cuối tuần thì tự anh sẽ xếp tự anh nghỉ thôi. Tại vì
nhiều lúc á là những cái chương trình hoạt động từ thiện á là nhằm vào ngày cuối tuần, nên anh thường thường đa phần là anh sẽ nghỉ vào ngày cuối tuần để đi những cái chương trình từ thiện đó. Rồi bây giờ chị Tường sẽ có một trò chơi này dành cho hai bạn ha. Tại thấy hai bạn hơi rụt rè, đặc biệt là bạn trai khá là rụt rè. Bây giờ trên tay chị là một cái sắp bài, trong này là bài đặc biệt của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Ở trong này là có những cái yêu cầu dành cho các bạn. À bây giờ bạn nam rụt rè, bạn nam sẽ phải bóc một cái lá thăm ở trong này, và trong này chương trình yêu cầu mình làm cái gì là mình phải làm cái đó để mình giải tỏa căng thẳng của mình, đồng ý không? Dạ rồi. Mời bạn nam. Bạn hãy hiện gương mặt của bạn lúc làm mặt xấu như thế nào? Xấu nhất có thể. Tại vì đạt xấu của anh rồi đó chị ơi. Xấu rồi đó hả? Xấu rồi chị ơi. Đâu em làm lại, giữ 30 giây. Trời ơi, mắt hí, mũi dĩnh, đen mỏ lùi, mỏ chu. Xấu chưa em? Dạ, được rồi chị. Dạ em có muốn bạn gái bóc không? Bóc một lá bài không? Dạ có. Có chơi có chịu luôn. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, đọc lớn lên. Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nào nhất. Trời ơi, đúng luôn thấy không? Anh ơi. À, cái đó là gì biết không? Cái tiền, uống tiền, uống tiền. Bây giờ là Tường sẽ cho mọi người ăn nha, ăn no rồi tâm sự tiếp. Xin mời hai bạn sẽ thưởng thức món ăn của nhà hàng Coco Echibanya. Xin mời. Wow. Thiệt là đáng thương cho MC. Thơm quá. Thôi thôi được rồi, thơm quá, tôi đứng đây tôi không được ăn mà còn thơm quá nữa. Xin mời hai bạn hãy thưởng thức món ăn, hãy trao đổi đồ ăn cho nhau, hãy tâm sự cùng nhau. Một ít phút nữa Tường sẽ quay trở lại để nhận đáp án của hai bạn cho cuộc hẹn hò ngày hôm nay nha. Chúc hai bạn ăn trưa ngon miệng, vui vẻ. Anh có biết bơi không ạ? Có, anh có biết bơi. Nếu mà cuối tuần mà mình có thể sắp xếp cho nhau thì em có thể đi chương trình với hội cùng với anh không ạ? Được, cái đó là điều rất là tốt. Anh đứng cho em nè. Ủa em làm ở quận mấy? Em làm ở Tân Bình, gần trên chỗ sân bay Tân Sơn Nhất ạ. Nếu mà em làm ở bên xuất nhập khẩu thì cũng chung với chị của anh luôn. Anh học võ lâu chưa nhỉ? Anh học võ chắc được 10 năm. Bây giờ vẫn còn duy trì đúng không? Không, anh do công việc đồ này kia nên anh đã nghỉ rồi. Em nghe nói nếu mà mấy người học võ thì cái tính rất là điềm tĩnh đúng không? Anh thì điềm tĩnh rồi đó. Em thấy anh hiền. Em có biết ăn cay không? Ăn được. Đừng cay quá là được. Ví dụ như những món Nhật, những món Hàn thì mình vẫn ăn ở cấp độ thấp. Anh không biết ăn cay rồi. À, hồi nãy anh gọi món gì nhỉ? Cà ri, cá hồi, sốt kem. Lúc đầu em cũng định chọn món đó nhưng mà do có kem cho nên là không chọn. Anh nghĩ là mập đúng không? Dạ đúng rồi, em chỉ ăn rau củ thôi. Giống anh thôi. Cho em hỏi là nếu mà kết hôn thì ở trên Củ Chi luôn đúng không? Đúng rồi. Anh đang sống với ba mẹ đúng không? Anh sống với ba mẹ tại vì anh là út, anh còn ba người chị nữa. Đối với em thì chuyện làm dâu không quan trọng, giống như là cha mẹ thì vẫn là giống như mình, đối xử giống như cha mẹ của mình thôi. Đúng rồi, anh cũng nghĩ điều đó. Dạ. Dạ ngon lắm chị ơi. Ăn vẻ mắc cỡ phải không? Hồng thè ăn nhín 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 để tâm sự phải không? Dạ có chứ, phải tìm hiểu chứ chị. Bây giờ sau khi chúng ta đã có một buổi ăn trưa cùng nhau khá là thú vị, bây giờ Tường chị mừng muốn nghe những cái cảm nhận cuối cùng của hai bạn trước khi chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Em mạnh dạn lên nói trước đi. Vậy em cũng có một món quà tặng cho bạn Châu. Ừ. Là một bài hát. Rồi mời em. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui cả ngày tháng, dấu chân xưa ghi lại đời ta yêu nhau ngày ấy. Tóc em xanh vì anh, mặt anh vui vì em, chung bước vì yêu. Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu, xa dù thật xa nếu đời ta yêu nhau thật sâu, muôn nghìn trùng không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hay em vì tình yêu anh sẽ chờ em giang vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc loài, ngày chờ đêm không mưa trong lòng giông to, giấc mơ sao chưa giấc nỗi buồn. Rồi em muốn tặng gì lại không? Dạ em cũng có một chuẩn bị một bài hát để tặng. Rồi xin mời em. Có lẽ cần một cái gật đầu xin cha mẹ về bên em, để trăng mây đường về chưa đông đã sen, có bàn tay chở che anh
cái gật đầu dù trắng sang giàu, nhưng chỉ cần được bên anh để sẻ chia. Và dù cho ai có lỗi, sẽ là em giữ chân anh lại. Vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Vì tìm được nhau phải đâu dễ dàng. Đó là hát thôi. Hai bạn được quyền nắm tay nhau qua cái trái tim này để cảm nhận, xem thử coi có điện chạy qua không, có rung động gì hay không. Chắc có điện quá chứ. Mời hai em. Tay quá, rất là. Hiện tại trong người em cảm thấy như thế nào? Thật sự rất là vui và hạnh phúc. Tại vì cũng có thể là sẽ tìm được một nửa sau này của mình đi trên con đường dài phía sau. Và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm đi. Nhắm mắt lại. 1 2 3 Mời hai em bước ra đây. Nắm tay nhau. Và một nụ hôn đầu tiên để ghi nhớ ngày hôm nay. Trời ơi, hôm nay thì Tường cũng rất là vui vì hai cặp đôi tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản Hẹn Ăn Trưa đã chính thức hẹn hò với nhau. Kính thưa quý vị, và quý vị hãy nhanh tay có thể chúng ta đăng ký tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản đặc biệt này, phiên bản là Hẹn Ăn Trưa, để chúng ta có thể tìm được một nửa yêu thương của mình. Và quý vị cũng có thể đón xem chương trình vào lúc 12 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube. Một lần nữa cảm ơn nhà hàng Coco Echibania đã tài trợ cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.